Chiều 1 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh Bình Dương do ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu đã khảo sát hiện trạng các khu rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Dầu Tiếng. Theo đó, đoàn đã đến khảo sát và tìm hiểu hiện trạng khu di tích lịch sử rừng Kiến An tại xã An Lập, huyện Dầu Tiếng. Tại đây, đoàn đã được nghe Ban Quản lý khu di tích lịch sử rừng Kiến An báo hiện trạng, công tác đầu tư, quản lý rừng và các công trình văn hóa lịch sử thuộc khu di tích. Tiếp đó, đoàn đã khảo sát hiện trạng, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của các lực lượng quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ núi Cậu. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chính quyền huyện Dầu Tiếng và các sở ngành liên quan báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, bảo vệ rừng và đề án thành lập Ban Quản lý rừng tỉnh Bình Dương, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, mục đích của chuyến khảo sát nhằm đánh giá lại hiện trạng các khu rừng, công tác quản lý, phòng cháy chữa cháy, nhằm hoàn thiện đề án thành lập Ban Quản lý rừng tỉnh Bình Dương. Từ báo cáo của các sở ngành và chính quyền địa phương cùng thực tế khảo sát hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có phương án chỉ đạo, điều hành, quản lý rừng sao cho hiệu quả nhất.